chương trình hôm nay với luật sư Trịnh Quốc Thiên sẽ nói về đề tài là chuyến đi thành công của bà Bộ trưởng Tài chánh hay Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ bà Janet Yellen đến Việt Nam và trong chương trình thăm viếng kỷ niệm 10 năm đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì bà Janet Yellen đại diện cho phía Hoa Kỳ có một cái cuộc chuyến viếng thăm và làm việc 3 ngày từ ngày 18 tới ngày 21 tháng 7 năm 2023. Thì tiếp kiến bà Janet Yellen này có thủ tướng chính phủ ông Phạm Minh Chính, chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ vân vân cùng nhiều lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam, của doanh nghiệp vân vân. Thì hai bên bàn đương nhiên là về vấn đề tài chính kinh tế giữa hai quốc gia giao thương giữa hai quốc gia tỷ lệ hối đói rồi cán cân thâm thủng mậu dịch nói chung tất cả vấn đề liên quan tới xuất nhập khẩu vấn đề đặc biệt lần này thì phía hoa kỳ nâng quan hệ lên một tầm cao mới khi mà đề nghị việt nam tham gia vào chuỗi gọi là French Shoring thưa quý vị tức là nâng tầm việt nam tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế cho phía hoa kỳ trong cái mục đích mà hoa kỳ muốn giảm thiểu sự nhập khẩu đến từ trung quốc thưa quý vị trung quốc xuất khẩu quá nhiều tạo nên cái cán cân thương mại bị thiên lệch về phía Trung Quốc tức là Trung Quốc á, bán được nhiều hàng thu nhiều tiền hơn so với phía Hoa Kỳ đó là cái chính sách mà Hoa Kỳ à, coi như là Trung Quốc thù địch vị xuất khẩu à, hàng hóa qua bên Hoa Kỳ thâu được đô la rồi sau khi thâu được đô la thì dùng đô la đó đi mua hàng hóa ở các nước khác mua kỹ thuật của các nước khác thay vì... À, mua kỹ thuật của Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy khiến cho thâm thủng mậu dịch ngày càng lớn và Hoa Kỳ cho rằng đó là một cái chính sách chơi xấu của Trung Quốc tức là chỉ có một chiều bán hàng lấy tiền nhưng mà không tái đầu tư không thuê mướn nhân công Hoa Kỳ coi như bán xong mua Đức bán đoạn xong rồi ôm tiền chạy về Trung Quốc khiến cho Hoa Kỳ ngày càng thâm thủng và đã có những cuộc thương chiến giữa hai quốc gia. Thì để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc thì Hoa Kỳ mời nhiều nước khác tham gia vào chuỗi cung ứng. Trong đó có Ấn Độ, rồi có các nước Đông Nam Á, vân vân Và trong đó cũng có Việt Nam một phần nào đó thưa quý vị. Tự nhiên nền kinh tế Việt Nam thì không thể cung cấp hết tất cả mọi thứ cho Hoa Kỳ. Chỉ một phần nào đó nhưng Giao thương thì ngày càng phát triển một cách uh, mạnh mẽ với tốc độ phát triển uh, giao thương giữa hai bên uh, từ 8-11% tới 11 hàng năm có lúc lên tới 17% và con số uh, xuất khẩu Việt Nam ngày càng tăng thì đó là một tín hiệu rất tốt cho kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh uh, kinh tế Việt Nam 6 tháng uh, đầu năm chỉ ở mức phát triển có 3,2%. 72 phần trăm tức là tốc độ phát triển dưới 4 phần trăm so với mức đề ra kinh tế Việt Nam phát triển trong tầm mức 6,5 cho tới 6,8 phần trăm do đó trong 6 tháng còn lại Việt Nam phải cố gắng rất nhiều để mà có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế thì nói lên trong chuyến đi này thì bên phía Hoa Kỳ quan tâm tới vấn đề đầu tư học vấn giáo dục của Việt Nam ở Hoa Kỳ và sự thành công của những công ty khởi nghiệp mà có xuất xứ xuất thân từ Hoa Kỳ, đặc biệt là bà Janet Yellen và tòa đại sứ Hoa Kỳ đã chọn công ty Select Motor. Đây là công ty sản xuất xe điện hai bánh, nhưng mà xe điện hai bánh này cũng khá đặc biệt đó là dùng để chuyên trợ tức là dành cho shipper hoặc logistic ngoài ra thì công ty này cũng sản xuất các loại pin cho xe hai bánh xe điện thưa quý vị thì à, quý vị thấy à, bà janet Yellen này rất thích thú ngồi trên chiếc xe điện à, gọi là select camel tức là những chú lạc đà đó là từ tiếng anh từ chữ camel thưa quý vị thì xe này có cái sức chở 225 kg và đi được một cái quãng đường trên 150 km cho mỗi một lần sạc và nó có sử dụng động cơ ở gắn ở phía sau ở 4 mã lực điều đặc biệt là xe này có thể lội nước vì nó được hàng kín các khoang trên ngập sâu nửa mét và trên 30 phút dập lục thừa quý vị. Thì điều đặc biệt bà tòa đại sứ Mỹ một ngày trước chuyến đi của bà Janet Yellen đến công ty này ở Gia Lâm, Hà Nội hay còn gọi là Yên Viên thưa quý vị. Đó là hai trong ba người sáng lập công ty là tiến sĩ cơ khí học tại Hoa Kỳ và bằng cấp Hoa Kỳ tại trường đại học Michigan thưa quý vị, ngành cơ khí ở thành phố Ann Arbor của mỹ cho nên như cá nhân tôi đã nói là người mỹ chỉ quan tâm đến thực tế thực chất thưa quý vị họ chỉ tôn trọng những người mà làm ra được cái gì sản phẩm gì cho xã hội còn ở cộng đồng ở hải ngoại này thì chỉ là một đám nhóm vô tích sự ăn nói xuyên tạc bịa đặt to nổ mồm nhưng đình ốc thì chẳng làm được cái khỉ gì hết thưa quý vị chỉ ngồi nói láo làm youtuber thợ đi sửa coi như là chỉ là sửa chữa chẳng làm ra được một cái gì chẳng đăng ký được bằng phát minh sáng chế và chẳng làm ra được cái gì cống hiến cho xã hội bỉ thưa quý vị đó là thực trạng 48 năm mà chắc chắn sẽ 50 năm nữa cũng chả làm được cái gì cả thưa quý vị. Không tin quý vị cứ vào cục sáng chế của Hoa Kỳ hỏi là có người Việt Nam nào đã sáng chế ra cái gì trên giấy tờ chưa? Đã làm ra sản phẩm gì chưa? Làm ra bình điện, làm ra vô lăng, làm ra niền xe, vỏ xe, làm ra chiếc xe nào chưa? Kiểu dáng như thế nào, đăng ký tên của ai? Xin thưa con số Zero thưa quý vị. Đó là lý do mà lần này bà Janet Yellen đến công ty Select Motors để mà vừa tri ân vừa cảm ơn mà vừa vinh danh thưa quý vị. Một chuyến viếng thăm khá đặc biệt đối với công ty triệu đô la của Việt Nam ngay tại Hà Nội. Thì công ty này đã thành công trong việc sản xuất những chiếc xe dành cho shipper chuyên chở hàng hay còn gọi là Logistics. À, công ty này trong tương lai sẽ định hình và sẽ xuất cảng sang các nước Đông Nam Á. Còn việc họ có xuất khẩu sang Mỹ hay không thì chúng tôi cũng chưa biết. Đó là chuyện rất là tương lai. Nhưng mà việc hình ảnh bà Janet Yellen, một vị bộ trưởng tài chánh hay ngân khố của Hoa Kỳ đến thăm, đây là một sự kiện rất đáng được vinh danh thưa quý vị làm ra được một sản phẩm thực thụ sử dụng và có hiệu quả đó là cái tính thực tế của người Mỹ thưa quý vị Chứ còn những cái thành phần uh, nói lao nói xạo thất nghiệp dài hạn không thấy đi làm ở đâu chỉ chuyên môn làm YouTube nổ láo bầm bập, bập thưa quý vị thì uh, kết thúc chuyến đi của bà Janet có thể nói rằng rất thành công bà đi thăm nhiều nước làm việc với nhiều nước không chỉ có Việt Nam thưa quý vị nhiều quốc gia khác trong một cái chuyến công du dài ngày của bà Bộ trưởng Bộ Tài Chánh hay Bộ trưởng Bộ Ngân Khố hai cái chức đề tương đương nhau thưa quý vị tùy theo mỗi quốc gia sử dụng nhưng thực chất thì cũng chỉ là một tùy từ ngữ có vẻ khác nhau nhưng thực chất là Treasury Secretary à, Tiếng Anh gọi là như thế Và nhiều quốc gia thì họ coi đó là về tài chánh Một số từ ngữ khác thì họ nói là coi về ngân khố quốc gia Nhưng khi mà nói về ngân khố quốc gia Thì có nhiều người sẽ hiểu lầm về cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Thưa quý vị, tức là Fed Reserve Nhưng đó là một cái chức năng khá là quan trọng trong hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ nhưng người đứng đầu của Fed Reserve thì cấp thấp hơn so với bà bộ trưởng tài chánh hay bộ trưởng ngân khố Janet Yellen. Thưa quý vị. Nói chung là quan hệ Việt-Mỹ ngày càng đi lên và phía Hoa Kỳ ngày càng nâng tầm quan hệ, làm sâu sắc những mối quan hệ đã có và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và cũng tiếp tục mời gọi Việt Nam đầu tư sang Hoa Kỳ để tạo công bàn việc làm, tạo ra sự giao thương song phương giữa hai quốc gia. rồi Còn nếu mà Việt Nam chỉ có một chiều tức là xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng giống như Trung Quốc sẽ coi như là chỉ có hưởng lợi một chiều thì chắc chắn phía Hoa Kỳ sẽ dựng nên những hàng rào bảo hộ, hàng rào mẫu dịch, hàng rào cấm vận, vân vân Anh không thể qua đất tôi bán hàng lấy tiền rồi chẳng tạo công an việc làm, cũng chẳng có trách nhiệm gì xây dựng cộng đồng, xây dựng đất nước chúng tôi, hoặc là chỉ mua đất bán đoạn kiểu buôn giang bán lận, không có trách nhiệm gì với cộng đồng, thì rất khó làm ăn trên thương trường quốc tế, thưa quý vị. Nói chung là quan hệ Việt Mỹ ngày càng sâu sắc, ngày càng đi lên và chắc chắn là sẽ có nhiều thành tựu mới trong tương lai thưa quý vị. Được biết công ty này có hai tiến sĩ học từ Michigan là Nguyễn Phước Hữu Nguyên hay là Nguyễn Hữu Phước Nguyên, tiến sĩ về cơ khí và anh tiến sĩ Nguyễn Trọng Hải thưa quý vị. Công ty là Select Motors và sản phẩm là Select Camel, tức là con lạc đà Select. Thì uh, được biết là công ty này đã đăng ký uh, bản quyền và phát minh uh, tới 10 cái phát minh ở Hoa Kỳ và 5 kiểu dáng công nghiệp cùng với lại một thương hiệu thưa quý vị. Thì đó là thành tựu uh, của hai tiến sĩ học từ Hoa Kỳ. À, rất trẻ và khởi nghiệp thành công ở Việt Nam. À, sản phẩm của họ thì đã được uh, bán cho một số công ty như Lazada, rồi công ty Bemin, công ty những công ty chuyên về uh, vận chuyển thưa quý vị. Còn nói theo từ ngữ tiếng Anh là những công ty về shipping hay còn gọi là shipper. Thì công ty này uh, có cái đặc điểm là ở phía yên sau của họ thì uh, họ có gắn ghế nệm nhưng mà có thể tháo rời thưa quý vị khi cần thì có thể tháo rời cái phần ghế đệm ở phía sau và nó trơ ra một cái khung sắt để quý vị có thể là đóng thùng lên chở hàng thưa quý vị ở đây thì chúng tôi cũng thấy nhiều quốc gia khác cũng có những cái xe khá giống như thế tương đồng như thế thưa quý vị tức là ở phía sau người ta đóng thùng hàng chắc vào hoặc là bắt ốc vít vào và để chở đồ thưa quý vị à, với cái khả năng chở lên tới 225 kg và đi được một quãng đường à, 150 km. À nói về một cái sự thành công thứ hai của công ty này đó là họ thiết kế cái việc mà tháo lắp nhanh bình điện thưa quý vị. Được biết là chiếc xe này nó có ba cái bình điện nối nhau và có thể tháo lắp một cách nhanh chóng, gọn lẹ. Tháo ra lắp vào chỉ trong vòng cỡ 2 phút cho tới 5 phút. Rồi những cái trạm sạc của họ đó thì khá đặc biệt. Thay vì sạc điện như quý vị hiểu biết thông thường hay là những trạm Super short như quý vị thấy là sạc điện thì công ty này... Chỉ để những bình điện đã được sạc đầy Thì cứ việc chạy đó Tới đó à, Tháo lắp bình điện à, Coi như tháo bình điện từ xe ra Và lấy bình điện từ trong cái trụ Hay một cái học tủ Giống như là cây ATM ở ngoài đường Rồi à, lắp vào xe và chạy tiếp Cho nên là thao tác Chỉ mất chừng 5 phút thưa quý vị à, Thay vì Phải sạc điện mất hàng tiếng đồng hồ cái chuyện đó là bất khả thi thưa quý vị nói chung là một cái xe hết điện rồi phải chờ tới mấy tiếng đồng hồ có khi 8 tới 10 tiếng đồng hồ nếu mà sạc điện tại gia vân vân dòng điện yếu 110V vân vân thì uh, họ thiết kế theo kiểu module. tức là tháo lắp một cách nhanh chóng gọn lẹ thì khi mà gần hết điện theo cái đồng hồ chỉ báo thì người tài xế chỉ việc tắp vào một cái cây atm nào đó của công ty select motors rồi đổi bình điện được rồi, rồi tiếp tục chạy thì hiện nay ở thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số thành phố khác thì đã có những cái trạm đổi bình điện của công ty select Motor thưa quý vị. Theo tin tức cho biết thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn có 24 trạm như thế còn ở Hà Nội thủ đô thì có 20 trạm thưa quý vị. Ngoài ra còn có ở các tỉnh thành khác nữa. Cho nên cái kỹ thuật của họ cũng khác gửi thưa quý vị. Tức là phải đổi bình điện chứ không có cái vụ mà trụ sạc rồi chạm sạc hàng tiết trong hồ cho nên cứ việc hết bình thì chạy tới đổi bình chạy tiếp mỗi bình như thế thì chạy khoảng được 150 km thì nói chung thì những chiếc xe này dùng để chở hàng là chính thưa vị tức là chuyển vận hay còn gọi là logistic hay còn gọi là shipping thì đây là cái câu chuyện khởi nghiệp thành công của hai tiến sĩ người Việt học, tức là du học sinh đưa về qua bên Hoa Kỳ học lên tới tiến sĩ của Đại học Michigan ở thành phố Ann Arbor và trở về Việt Nam khởi nghiệp với thiết kế xe hai bánh điện của mình. thì đương nhiên là chính sách của Hoa Kỳ rất khen thưởng những công ty mà sử dụng năng lượng xanh sạch đẹp và không khí thải thưa quý vị, không khí thải không khói thải, không làm ô nhiễm môi trường rất là êm, không làm ô nhiễm về âm thanh, vân vân, ô nhiễm về dầu mỡ, ô nhiễm về khói xăng, khói diesel, vân vân, rất là tốt cho môi trường. Đó là cái lý do mà bà Janet Yellen phải đích thân cùng với phái đoàn của tòa đại sứ hoa kỳ đến thăm và vinh danh công ty select motors à, nói chung thì dòng xe hai điện hai bánh điện thì có rất nhiều nhiều hãng lắm thưa vị và để mà khỏe chạy trong mưa mưa lũ của việt nam đó là một cái khó khăn thưa vị nhiều chiếc xe điện thì không có khả năng chạy trong bờ mưa lũ của Việt Nam khi mà nó ngập nửa bánh xe thì nó chạy không nổi thưa quý vị. thì công ty này uh, cho biết là có thể chạy một cách hết sức ngon lành, có thể leo dốc uh, 14 độ uh, không thành vấn đề thưa quý vị như vậy. và động cơ thì bốn mã lực rất khỏe, có khả năng chở người tài xế cộng với thêm một thùng hàng 2 xin lỗi 225 kg tức là 1 phần tư, gần 1 phần 4 tấn rồi quý vị. Vẫn ngon lành. Đó là lý do mà người ta sẽ sử dụng những chiếc xe này giống như là những chiếc xe thồ hàng Rồi quý vị. Quý vị nào còn nhớ có những chiếc xe được độ lại để uh, thồ hàng. Chẳng hạn như xe máy uh, Simpson trước đây vân vân Thì xe này thuộc dạng như thế. Bán cho các công ty chuyên môn làm shipping, chuyển vận, hàng hóa, chạy từ nơi này đến nơi kia, thì có thể nói xin chúc mừng sự thành công của công ty Select Motors và chúc mừng sự thành công của những tiến sĩ học ở Hoa Kỳ thành công ở Việt Nam thưa quý vị. Chuyến đi của bà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đã kết thúc và quan hệ Việt Mỹ ngày càng tiến tới ngày càng thành công ngày càng có sự đầu tư ở hai quốc gia lẫn nhau thưa quý vị. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.